Gamer, xin chào tất cả các bạn. Rất là hạnh được đón chào các bạn trong video mới nhất của mình, Minecraft Story Mode Season 2, Episode 1, Phần 3. Như vậy thì chúng ta đã trải qua được 2 tập rồi. Và sau cái phần 2 thì chúng ta đã biết được là một cái nhóm Jesse này, Petra với cả thằng Jack là sẽ đi vào một cái cuộc chuyến đi vào một cái cuộc du hành đến cái thứ nó gọi là Sea Temple. Hay còn gọi là cái gì thì các bạn biết đấy. Cái Sea Temple này là, nó chính là cái Ocean Monument ở trong cái thế giới hiện nay. Mình sẽ xem nó như thế nào. Rồi. Vẫn cái nhạc này. Ok. Rồi bây giờ quay lại cái chỗ này à? Ok. Okay, glitch. Một cái ổng rất thích nói chuyện. Short version, the town's in danger. I stopped it for now, but I think this can help me fix it permanently. I'll be going for a little bit. Okay. What about Beacon Town? Get it. Right around the corner, and if it's really in danger, who will protect everyone? Tôi đã đi cứu để giết mà. Tôi tìm vào ổng. Biết rồi mà. Hey. Ta tìm vào mấy ổng. Ok. Hey. Chơi vừa. Can't believe that's your assistant. He's more wound up than a pack of parrots with a jukebox. Okay. Or a creeper in a herd of cats. Or a squid in a, I don't know, a box. Bây giờ mình chọn ra đáp án B thì mình nhiều nhé. He's a little nuts, but his heart's in the right place. Hey. Quay về mà có cái gì mình đập chết toàn bộ cái máy. Oh wow. You got some pretty cool stuff here. Stuff I've never gotten, probably only seen. Hai mươi ba tăng động. Definitely on your way to becoming a big hero like me. Not as big, of course, but okay. A real great swing. Just like I always say, I couldn't have done it without my friends. Yeah, friends okay. Are the best. Love having friends. Ừ, chấm tư. Is that not where you keep your armor anymore? Yeah, I'm not seeing you. No, I just had Olivia install a little upgrade while she was here. Okay. Boop. Hacking. Được. Trong Minecraft hiện thực thì cái này thì ở cái armor stand này là một cái entity ấy, nó sẽ sử dụng cái slime block. Cái slime block. Này bắt mình chọn bộ à? Xem nào, để ra đây một tí nè. Hình như có bộ mới sao ấy nhỉ? Cao đây. Hà Nội 3 tuyến tới 86. Vẫn 30 phút như bình thường. À, cái gì nữa rồi? Đá kinh. Cái này. Cái đẹp dài lắc. Rồi. À ha. À ha. 24 carat. Mặc dù nó cứ không phải là vàng. Ê. Chết. Bà có chuyện à? Everything. I feel like I didn't get to properly apologize. Uh-huh.
all the stuff with my sword, Champion City, so... Episode 2 hết đấy ạ. You won't hear it again, so don't get used to it. Rồi, ok. Take it face on you. I didn't mean to cause any trouble. Okay, now with that happy stuff out of the way... Phải có một cái thứ ở trên đầu kia. Let's go find a seat. Ok. Nerm, you guys ready to go? Always. So where are we going exactly? It's time to chart a course. Người ta cũng chuẩn bị đi thôi. Ha kinh. Ha ha. Ừ, thích này đánh lá cửa phết nhỉ. Khay 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 khay. Cảm giác cái nhất cái này là nó không có cái thứ nó gọi là đi chéo. Rồi. Nó có một cái gì đó. Hình như lát đúng không nhỉ? Đúng rồi, lại lát rồi. Rồi, ok. Tàu hỏa. Đi nghe như tàu hỏa kìa. Cái thứ gì đấy rất to. Oh yeah, pretty typical day for me. You'll see. After this, I'll take you to this amazing woman match. Vâng, lại một cái addition của 1.11. Addition của 1.11. Kiếm ở đâu ra rồi? Before we go down there, I feel I should give you one last warning. The rules as you know them, how the world works, those don't always apply. Hey, thích nghe đánh hứa gì? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Lúc tạo ra là nó sẽ có. Notch còn ai nữa à cười. Notch mà. Legend 27. Notch đấy ạ. Notch ơi Notch. Không hẳn à. Vài thứ. Có dấu chân à? Cái đẹp. Kinh ấy. Kinh thế. Ok. Break time. Rồi tiếp tục nè. Vài con cá bay bay, vài con cá bay bay. Tiếp đất thành công. Okay. À đâu rồi, thấy rồi mà. Ok. Chúng ta cùng bay đi nào. Mình thấy có vài thứ. Để mình hiểu không? Con chỉ đã đệt mẹ đê đi. Ở đâu đấy đi.
Nhưng nó đi đâu ấy vậy? À, đây à. Nó không hẳn là Ocean Monument nhưng nó chắc chắn là như thế. Nó chỉ là làm tuyệt vời hơn thôi. Hoặc là 1.13 nó sẽ làm như thế. Hay. Guardians. À, sao chết rồi? Kinh tởm. Ok, nãy rồi. Ok. Đơn giản phết nhỉ. Lại một cái lạc nữa, lạc ơi, lạc à. Lại một cái lạc nữa, lạc ơi, lạc à. Lạc ơi, dở hơi chết tiệt. Rồi. Ok. Nó thấy có một đống các thứ. Ờ, đút tay hả? Đút tay ra. Ok. Mở ra. Ờ, địch. Mình nhớ thì cái thứ này nó có thể đi xuyên qua tường mà. Không, cái tia ấy không phải cái con shit đấy. Nó có thể đi xuyên qua tường. À hả? Tại sao nó không khô? Tại sao nó không khô lại với cái thứ này thì nó hút lại ít nước thì nó không hút nhiều thế này. Trong Minecraft thì nó phải gần hỏa một stack nó mới hút được thật. À ha, kinh rồi. Block gì mà rộng 2 mét thế này. Hay. Có thêm mấy cái block này, có thêm mấy cái block này thì tốt thế. Tốt lắm. Oh man, those things are creepy. Đi thôi, cứ thế đi thẳng thôi. Ok. Nè, nhớ kẻ thù cũ hả? Ok, chân mình ở đây nhỉ? Bạn lại đi tiếp. Ở đâu ra hả ông? Ok, đi tiếp đi. What? Rồi. Bây giờ mình chọn hơi bị nhiều đáp án B ấy. Giọt tia thôi.
Tôi sắp chết hả? Okay. Crying obsidian. Cái glowing obsidian này. Cái thứ đã từng bị remove. Cái thứ đấy nó màu đỏ. Hai con elder guardian này. Giọt thẳng. Cái đẹp chỉ dẫn đâu? Okay. Whoa, that was too close. Do you remember any of this, Jack? It's all a blur. Test though, to see whether the adventurer is worthy of the structure block. What are those things for? And it looks like it's made of glowing obsidian. Thứ đã được remove rồi. Illuminati à? Sponge is cool. It's like we saw at the entrance. Those are really good at soaking up water. All right, you should be able to use those sponges to soak up the floating water that the aliens are in. Water floating in air? That should be impossible. Nó sẽ còn nếu mà có cái các thứ thứ. Trapped down here with a bunch of soft-headed shulkers. Well, I don't know about an admin, but I really, really don't like that floating water. Alright, enough with the admin junk. You said you saw sponges to soak up that stupid floating water, right? Yeah. Right, so we're gonna use the sponges on the floating water, dry it up, and that should take out the guardians. Dibs on that junk. Sao ông biết tên? Sẽ ông biết tên mặc dù ông có chưa biết là nói là cái gì. Ok. Nếu ông đấy. Nhưng mình thấy Illuminati. To thế. Xin chào trở lại, game lúc này có một cái nó một chút lỡ tay ấn một cái nút thoát một tí. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại. Tiếp vào đây. Drop nhiều thứ. Cái gì thế? Nè, thôi thì tự nữ công vận động thôi. Phạc. Chê. Ông lại nhớ ký ức cũ à? Cái đợt từ 5 phút nó sẽ mất hết mà. Cái đống inventory này sống lâu quá vậy. I don't deserve it. I need to be alone right now.
Whatever is left of Voss must be somewhere down here, too. Uh-huh. I don't know about you, but I want out of this room. Structure block's gotta be close. Đang dại hả? Lấy thì lấy thôi, ai lấy từ tôi. Ha. Xem nào, còn cái gì đây? Ô đệt mẹ, ta có đâu muốn nói chuyện rồi ơi. No, tại sao mình lại phải nói chuyện? Jack, you okay? Don't really feel like being talked to right now. Chữ cũ là những thứ rất là dở nhất. Xem còn cái gì dở hơi trong cái phòng này nữa không, hay là cứ thế đi ra. Đây đường ra được không nhỉ? Ok đẹp. Vâng ạ, nó đã từng được át. Nó đã từng át rồi. Một người lạ hả? But who are you? Friend. I'll leave you for it. I've got a good feeling about you and that door. Okay. How you doing? Nói chuyện đi. Okay. I can't stop thinking about what happened with Jack. Yeah? Just if I saw your inventory piled down here, I don't think I'd be handling it much better than he is. Thử cứ đi ra cái cửa thôi nhỉ. Hết thứ để chọn rồi. Ok. Crafting table này làm gì nhỉ? Okay. Well, at least this temple was nice enough to provide a crafting table. Okay. Đúng không nhỉ? À lần này nó ra được cái thứ mình sẽ biết được cái gì. Thôi bây giờ sẽ làm vài thứ nữa. À thôi chết rồi. 2, 3, 4. Mình vừa làm một cái xong. Đập. Cái đập. Thôi bỏ cái notification đấy. Ờ thôi bỏ qua đi. Ờ không. Cái đây. Rồi. Tiếp nè. Ok. Cái này cái thứ hai của mình rồi đúng không? Hết rồi, lại tạo ra thêm vài cái gì nữa rồi. Còn gì nữa đâu ngoài việc cứ tạo hết cái đống này. Alo. Alo, 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 alo. Ơ không được rồi, thế thôi. Rồi bây giờ là chuyện nước. Oh yeah, you must be worried about that. Okay.
Hình như đầu ổng ngắn hơn trong Minecraft hay sao ấy nhỉ? Quay lại cái cửa nhé. Đây cái này đi. Sau góc này thì thiếu cái này. Góc này thì cũng thế. Chạy bên kia thiếu cái gì nào? Ok, thế thì cái này là quên tên rồi. Thế tôi nhìn lại bên kia. Hey. Tuy nhiên rồi. Ok. Bây giờ trên này thì nó sẽ là cái này. Còn phía dưới này thì rồi. Ok. Cổng mở ra. Mở ổng ra nào đấy. Một biết ngay một ẩu sẽ sốc rồi. Tôi cũng muốn hỏi đấy. Không hiểu luôn. Ok. Đương nhiên rồi, tôi là nhân vật chính. Họ hiểu luôn. Ông lại quay về. Một cái lag. Lại lag rồi. Không thể tin được, lag rồi. Lag rồi, lag rồi, lag rồi, lag rồi. Lag ơi, lag ơi, lag ơi, lag ơi. Lag ơi, biến đi, lag ơi, biến nào. Rồi, ok. Là thêm một cái cổng nữa giờ hơi thế. Ok. Nào vào bước cầu thang. Ok. Lại nữa rồi. Giọt 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 giọt. Ok. Vừa phết. Rồi ok, tín hiệu dừng đã báo lên và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái phần 3 ở đây. Cảm ơn các bạn đã đến với channel của mình và mong các bạn sẽ xem thêm nhiều video của mình nữa. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Xin chào các bạn.